nay cuối tuần anh chị, nay cuối tuần khách du lịch về đây tắm biển rất là đông anh chị ạ. Hiện tại thì em Điền đang có mặt tại biển Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Biển Hồ Tràm hay được gọi là cái địa danh thôi, nhưng mà nó là thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh chị. Đây. Rất là đẹp. Đó. Giờ này em Điền quay cũng trễ rồi, tại vì đây 4-5 giờ chiều thì đa số khách du lịch đã tranh thủ về lúc đầu giờ chiều rồi anh chị. Khách du lịch ở đây thì chủ yếu là ở thành phố Hồ Chí Minh nên là tranh thủ về để lên cao tốc không bị kẹt xe đó anh chị. Giờ nên hơi vắng khách chút xíu. Biển Hồ Tràm cũng có danh tiếng cũng vài năm gần đây rồi, chắc anh chị mình cũng đã biết tới cái biển Hồ Tràm này ha. Còn mà những anh chị nào mà chưa biết đến biển Hồ Tràm thì đây em Điền nay em Điền sẽ quay thực tế cái biển Hồ Tràm cho anh chị mình xem đây. Cách đây 5-6 năm trước biển Hồ Tràm mình không có giống như vậy đâu anh chị, còn hoang sơ lắm. Nói chung là cả người tắm biển và cả người mua bán hải sản làm món ăn phục vụ tại chỗ đó, và lều trại nói chung nằm ngổn ngang hết, lộn xộn hết anh chị. Cách đây vài 3-4 năm tại huyện Xuyên Mộc mình đã có một cái dự án, đó là dự án làm lại khu biển tắm công cộng này anh chị. Chỗ tắm biển thì ra cái chỗ tắm biển riêng ha, và chỗ mua bán chợ hải sản ra một cái khu riêng đó, đây chợ hải sản anh chị ha, và lều trại để cho du khách ngồi chơi ăn uống thì đó nằm riêng đây ha, và ngư dân đánh bắt cá thì nằm riêng bên kia. Trước là nói chung là nằm ngổn ngang rất là lộn xộn, bây giờ là huyện mình đã làm lại trật tự lại hết anh chị ha. Em Điền thì đang ở cái chỗ này thì ở là cái quảng trường đó, nói chung là quảng trường giống như biển Vũng Tàu vậy anh chị. Có hai ở đây, có hai quảng trường ha, ở đây một quảng trường ở bên dưới và quảng trường ở bên trên nữa anh chị. Đó. Nói chung là quy hoạch ở biển này thì rất là rộng, có phố đi bộ riêng luôn. Và phía bên kia là khu vực mở rộng đậu xe cho du khách du lịch ha. Ở bên kia thấy xe đang làm công trình bên đó ha. Cũng đang là đẩy mạnh nhanh tiến độ đó. Thì em Điền xin giới thiệu tới cô chú chị một cái bất động sản cách biển Hồ Tràm này không có xa, khoảng là 3 cây số thôi anh chị. Mặt tiền đường nhựa. Nói chung là giá thì cũng đang, chủ cũng đang gạt tiền. Giá bán rất là hợp lý. Em Điền mới từ ngoài biển Hồ Tràm chạy về đây anh chị, chạy về vị trí cái bất động sản này. Thì nói chung là từ biển vào đây thì khoảng là 3 cây số thôi anh chị. Em Điền chạy mất khoảng là 3-4 phút là tới đất mình rồi. Đó. Thì bất động sản mình có rất là nhiều đường để mà đi thông ra biển ha. Ra ngoài đây có ngã ba này, mình rẽ bên tay trái là đi ra tỉnh lộ 328, cũng như là được gọi là đường đi xuống biển anh chị. Và rẽ bên tay phải mình cũng đi xuống biển luôn, đi thẳng đường này xuống đường ven biển luôn anh chị ha. Đường nào cũng được. Đó. Ra biển rất là gần luôn, chạy chút có chút xíu thôi. Đó. Thì hiện tại em Điền đang có mặt tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Được gọi có thể là gọi chính xác hơn là ở biển Hồ Tràm anh chị. Em đang ở biển Hồ Tràm ha. Cách biển rất là gần, 3 cây số thôi. Thì đó, hồi nãy em Điền quay ngoài kia thì anh chị cũng đã thấy cái khu du lịch ở biển Hồ Tràm nó như thế nào rồi anh chị ha. Và biển Hồ Tràm thì nói chung là cũng còn hoang sơ anh chị. Đây anh chị, trước khi vào lô đất thì em Điền sẽ giới thiệu sơ qua ha. Thì bất động sản mình có mặt tiền đường này, mặt tiền đường nhựa nha. Đó, hiện tại là đường nhựa, có kẻ vạch đường, hai làn đường ha. Rộng thì chắc là khoảng đâu đó là 8 mét anh chị, 8 mét. Và trên quy hoạch của mình sẽ có mở rộng thêm đường ha. Đường sẽ mở rộng mỗi bên là 8 mét nữa, và có vỉa hè nha. Thì đây anh chị, bất động sản mình đây ha. Thì bất động sản mình có hướng là hướng Bắc anh chị ha. Hướng bên này, hướng Bắc nha. Hướng ra biển là hướng Nam này. Đó, thì bất động sản mình có hướng Bắc.
có diện tích bất động sản mình là có diện tích ngang 10 sâu 51 thì ranh từ cái cột điện này nha. À, đổ qua bên này là 10 mét và sâu là 51. Đất này là đất thổ cư anh chị, hiện tại đã có sẵn 100 đất thổ cư rồi. À, xây dựng tự do nha, không cần giấy phép xây dựng luôn. À, thì tại vì đất ở tại nông thôn anh chị. À, quy hoạch trên được gọi là quy hoạch trên app thì thể hiện là đất ở tại đô thị. Tại vì sao nó để ở đô thị, tương lai là bất động sản mình gọi xã Phước Thuận mình sẽ lên thị trấn Phước Thuận anh chị ha. À, và đặc biệt nữa biển Hồ Tràm mình sẽ lên là khu đô thị biển Hồ Tràm, khu đô thị Hồ Tràm. À, rất là phát triển luôn. Hiện tại bất động sản mình thì có sẵn 100 thổ cư, còn mà cô chú chị nào mà muốn lên thêm thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng bất động sản của anh chị ha. À, thì theo như em điền được biết thì bất động sản này mà lên thổ cư giá rơi vào tầm 2,5 triệu đến 3 triệu một mét vuông đất ở nha. Đó là thuế nhà nước. Từ Sài Gòn có chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó là 2,5 tiếng đồng hồ thôi. À, thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì đường xá hạ tầng này kia thì rất là ok, rất là đẹp. Lá ngon chạy về rất là nhanh ha. À, mặt tiền đường mình thì lưu thông hết, thông thương hết anh chị ha. Ra đường này đi ra tỉnh lộ 328 cũng được và đi ra đường này cũng được ha. Đó. Tỉnh lộ 328 mình đi ra tỉnh lộ 328 mình rẽ bên tay trái, mình sẽ giao với lại đường quốc lộ 55. Thì anh chị cũng đã biết rồi, quốc lộ 55 sẽ thông ra các tỉnh như Đồng Nai và Bình Thuận, liên tỉnh, đi giao với quốc lộ 51 ha, đi Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Đồng Nai ha. Khu dân cư ha. Hiện tại thì ở bất động sản ở Hồ Tràm đa số là đất dân thì không còn nhiều, nhưng mà đất dự án và đất của người Sài Gòn đã mua gần như là hết rồi, gần hết rồi. Đây, bên này cũng là những anh chị sở hữu bất động sản ở Sài Gòn cũng đây cũng có chủ hết rồi ha. À, giá thì em Điền sẽ báo giá cho cô chú chị mình luôn ha. Giá bất động sản này là tổng lô nha, là 3,2 tỷ anh chị. À, cho tổng diện tích là 500 m² và mặt tiền được 10 m, sâu 51 m ha. 3,2 tỷ thì tính ra, tính theo dân địa phương ở đây thì là 1 m ngang ha, 1 m ngang, mặt tiền là giá là 320 triệu 1 m. Còn mét vuông thì rơi vào khoảng là 6,4 triệu 1 m². Tất nhiên là sau này nhà nước mở rộng đường và làm vỉa hè, tất nhiên sẽ đền bù cho mình rồi ha. Đền bù theo giá nhà nước nha, tức mình đất thổ cư. Ở xuống biển rất là gần, rất nói chung bất động sản này thì giá cũng là đang được gọi là giá đang ngợp ngân hàng anh chị. Nên là cũng cần bán cái này. Giá cần tiền đó. Giá này là giá cần tiền. Nếu mà kêu mà giá trước đây thì thôi không nói chung là không nghĩ đến đâu. Khoảng đâu đó 5-6 tỷ ha. 5 tỷ. Đâu đó 5 tỷ anh chị. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì hãy liên hệ em Điền. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này ha. Và xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn anh chị đã xem hết clip của em.